nghị biên giới Việt Nam Lào Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Con Tum Việt Nam. Giao lưu nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy hợp tác cùng phát triển giữa ba nước. Chia sẻ với phóng viên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đại tá La Tân, tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam cho rằng Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã góp phần mở rộng quy mô hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy sự giao thương giữa nhân dân biên giới hai nước, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định. Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Vừa rồi là những nội dung chính của chương trình Đối ngoại quốc phòng hôm nay. Trong buổi tiếp, Đại tướng Vông Pị Sên, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những thành tiệu mà nhân dân và quân đội Hoàng gia Campuchia đạt được thời gian qua cảm ơn những tình cảm tốt đẹp chân thành của tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia dành cho đất nước nhân dân và quân đội nhân dân việt nam bộ trưởng ngô xuân lịch tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết hợp tác toàn diện bền vững giữa hai nước nói chung hai quân đội việt nam campuchia nói riêng tại cuộc hội đàm giữa thượng tướng phan văn giang và đại tướng vong Bị sen Hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng năm 2019, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các quân khu, phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đẩy mạnh tuần tra chung, quản lý đường biên mốc giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng giữ gìn, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia. Còn đây là tài sản vô giá của hai dân tộc và cần phát huy hơn nữa trong tình hình mới đại tướng vương pị sen khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một trong những nội dung quan trọng được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy đại tướng vương pị sen bày tỏ mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố thắt chặt hơn nữa góp phần để quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11 năm 2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Chương trình giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung, giữa chính quyền, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Con Tum Việt Nam với tỉnh Ratanakiri, Campuchia và tỉnh Atapu, tỉnh Sê Công, Lào nói riêng. Tối tối ngày mùng 2 tháng 11, chương trình tọa đàm hữu nghị đã được tổ chức. Chương trình có sự tham dự của 13 đoàn đại biểu thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh thuộc 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và đại biểu 4 tỉnh Kon Tum, Sekong, Atapu, Lào và tỉnh Ratanakiri Campuchia. Tại buổi giao lưu, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa trong công tác xây dựng và bảo vệ biên giới về những nỗ lực mong muốn vun đắp tình láng giềng hữu nghị đoàn kết truyền thống giữa ba nước, giúp đỡ chính quyền và nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội. Đêm giao lưu là cuộc gặp gỡ xúc động của những người anh em sinh sống trên dãy trường Sơn Hùng Vĩ, cùng uống nước nguồn từ nhiều con sông chảy từ Tây sang Đông, đoàn kết, yêu thương, thủy chung, son sắt. Cùng với phần giao lưu là các phóng sự và các tiết mục văn nghệ đã khắc họa những hình ảnh chân thực, sống động về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sự tương đồng về văn hóa, tập quán, phong tục, tín ngưỡng của ba nước. Trong bức tranh tươi đẹp về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước hôm nay còn là sự đồng tâm, hợp lực quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mỗi nước, đấu tranh phòng chống tội phạm và hỗ trợ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống. À, năm cạnh bên Đi, Buổi tọa đàm giao lưu lần này thực sự rất xúc động, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, tô thắm thêm truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa ba nước. Thời gian tới, tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng ba nước sẽ phù hợp hiệu quả và toàn diện hơn nữa, cùng nhau xây dựng một biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao tặng 40 con bò giống cho đồng bào nghèo 4 tỉnh Con Tum, Atapu, Sekong và Ratanakiri đồng thời trao tặng 20 suất học bổng nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh nói trên. Đây là hoạt động nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hợp tác cùng phát triển giữa ba nước cũng như 4 tỉnh nói trên. Nằm ở ngã Ba Đông Dương, tỉnh Con Tum có tuyến biên giới hơn 140 km tiếp giáp với hai tỉnh Sê Công, Atapu của Lào gần 140 km tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Thời kỳ kháng chiến cũng như trong công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước, chính quyền và nhân dân tỉnh Con Tum cùng các tỉnh Sê Công, Atapu, Ratanakiri nước bạn luôn đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ nhau hoàn thành sứ mệnh, giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống phồn vinh, ấm no, hạnh phúc. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, tỉnh Con Tum đã hỗ trợ các tỉnh Sekom, Atapu, Ratanakiri xây dựng trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh trị giá hơn 16 tỷ đồng. Trong hợp tác kinh tế thương mại, hiện có 3 doanh nghiệp của tỉnh Con Tum được cấp phép thực hiện 4 dự án đầu tư tại các tỉnh của Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 1.034 tỷ đồng và hai doanh nghiệp với hai dự án đang đầu tư hợp tác kinh doanh tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 747 tỷ đồng các tỉnh Sê Công, Atapu, Ratanakuri cũng hỗ trợ tỉnh Con Tum nhiều mặt, đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tìm kiếm quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ, đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết vấn đề di cư tự do. Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam Lào Campuchia, tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia, đại biểu ba nước đã làm lễ chào cột mốc, chứng kiến tuần tra chung và trồng cây hữu nghị. Hoạt động tuần tra chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước. Trong không khí trang nghiêm thắm tình đoàn kết, đại biểu ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cột mốc quốc giới tiếp giáp giữa ba nước. Hoạt động phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới do đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum Việt Nam Đại đội bảo vệ biên giới 541, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Atapu, Lào và đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Con Tunel, Ty công an tỉnh Ratanakiri, Campuchia thực hiện. Hoạt động tuần tra chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước đội tuần tra ba bên cùng nhau đi tuần tra kiểm tra tình hình mốc quốc giới trao đổi tình hình đoạn biên giới mốc quốc giới các đường mòn lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung và cùng nhau thống nhất các biện pháp quản lý bảo vệ thông qua hoạt động phối hợp tuần tra lực lượng bảo vệ biên giới của ba tỉnh có thêm cơ hội gặp gỡ giao lưu gắn bó với nhau tin cậy hiểu biết tôn trọng lẫn nhau cùng nhận thức đúng đắn về đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới Lực lượng ba nước của chúng tôi đã thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. Thông qua các buổi tuần tra, chúng tôi đã trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm, vận dụng và nắm bắt tốt địa hình, cột mốc đường biên mốc giới mỗi nước, từ đó hoàn thiện tốt nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp này sẽ ngày càng chặt chẽ và sâu sắc hơn. Cũng tại khu vực mốc ba biên giới, đoàn đại biểu đến từ ba nước cùng trồng nhiều cây xanh với kỳ vọng xây dựng đường biên giới Việt Nam Lào Campuchia hòa bình, hữu nghị, xanh tươi, bền vững. Hiện nay, khu vực quanh cột mốc ngã ba biên giới rộng gần 3 hecta đã có hàng nghìn cây xanh được lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới và tuổi trẻ các tỉnh Kon Tum, Atapu, Sekong và Ratanakiri trồng. <laughs> Sau chương trình này, chúng tôi sẽ tích cực triển khai nhiều hoạt động để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ngày càng phát triển và bền vững hơn giữa ba nước. Đặc biệt, chúng tôi tại điều kiện tốt nhất để lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Atapu phù hợp hiệu quả cùng lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Kon Tum và Ratanakiri. Thành công của chương trình giao lưu hữu nghị biên giới tiếp tục cho thấy tình đoàn kết hữu nghị thủy chung giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tiếp tục được củng cố và vun đắp và những người anh em nơi ngã ba biên giới này cũng đang từng ngày chung sức xây dựng biên giới hòa bình phát triển. Trong những năm qua, thực hiện các hiệp ước hiệp định về biên giới, thỏa thuận hợp tác biên phòng, biên bản ghi nhớ có liên quan được ký kết giữa nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng. Công tác đối ngoại biên phòng đã đạt được những thành tiệu rất quan trọng. Trong đó, tuần tra chung là một sáng kiến của lực lượng bảo vệ biên giới có ý nghĩa rất thiết thực, biểu thị sự đoàn kết, nhất trí cao của các bên liên quan vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuần tra chung được tổ chức theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Nhằm tổng kết các nội dung hợp tác từ Hội nghị Công tác Cảnh sát biển Việt Nam Trung Quốc lần thứ nhất đến nay, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Công tác Cảnh sát biển Việt Nam Trung Quốc lần thứ hai. Từ năm 2016 đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã thiết lập đầu mối liên lạc hai bên để chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình tội phạm trên biển, hoạt động nghề cá của ngư dân hai bên, công tác cứu hộ cứu nạn trên biển tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ cảnh sát biển hai nước, tăng số lần kiểm tra liên hợp nghề cá từ một lần một năm lên hai lần một năm. Các nội dung hợp tác trên đã thiết thực góp phần duy trì hòa bình, ổn định cùng phát triển trong vùng biển liền kề hai nước. Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp cùng xử lý những vụ việc phát sinh nghề cá trên biển. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, sự kiện chính trị quan trọng nhiều ý nghĩa trong hợp tác quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 4 lần và chuẩn bị tổ chức lần thứ 5 tại tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Trước khi giao lưu được tổ chức, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Đại tá La Tân, Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam về những kết quả đạt được của giao lưu. Xin chào. Thưa Đại tá La Tân, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc được nhà nước, quân đội và nhân dân Trung Quốc đánh giá như thế nào ạ? Việc tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa quân đội hai nước chính là hành động cụ thể trong công tác thực hiện các thỏa thuận chung hiện nay giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quân đội hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu giữa quân đội hai bên xây dựng biên giới việt trung hợp tác hữu nghị phát triển phồn vinh phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước quốc gia quân đội và nhân dân trung quốc đều đánh giá rất cao vai trò của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung với các hoạt động ngày càng mở rộng về quy mô đã đóng góp gì cho công tác phối hợp bảo vệ biên giới chung, cho giao thương hàng hóa tại các cửa khẩu, cho sự phát triển kinh tế khu vực biên giới, thưa đại tá. Năm 2014, Việt Nam Trung Quốc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ nhất. Kể từ năm 2015, phát triển thành giao lưu cấp bộ trưởng, đến nay đã tổ chức được 4 lần, năm nay là lần thứ năm hoạt động này đã cho bạn bè quốc tế thấy được quyết tâm bảo vệ an ninh biên giới thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển của hai nước có thể nói những năm gần đây giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc được tổ chức đã góp phần mở rộng quy mô hợp tác kinh tế thương mại thúc đẩy sự giao thương giữa nhân dân biên giới hai nước hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực biên giới phát triển xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị và ổn định với hiệu quả của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung, có nên mở rộng các hình thức giao thương khác, thưa đại tá. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã tổ chức 4 lần. Năm nay là lần thứ năm. Trong quá trình tổ chức, cơ chế hợp tác song phương không ngừng được hoàn thiện và kiện toàn, hình thức ngày càng phong phú đa dạng. Tôi cho rằng, thông qua những hoạt động giao lưu như vậy, sẽ thúc đẩy sự giao lưu giữa quân đội, Đặc biệt là bộ đội biên phòng hai nước. Góp phần phong phú nội dung giao lưu, tăng cường sự tin cậy giữa hai quốc gia. Quan hệ quốc phòng giữ vị trí quan trọng trong quan hệ hai nước. Và mối quan hệ này vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, mở rộng quan hệ hợp tác của hai nước trong những lĩnh vực khác. Cảm ơn ngài đã trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi. Và đến đây, chương trình Đối ngoại quốc phòng tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Quý khán giả và các đồng chí có thể theo dõi lại chương trình tại trang web qpvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!